Ta-da, chiều xuống rồi, gia đình mình sẽ đi ăn các món ăn rất là đặc trưng của Đà Lạt. Về đêm là có sữa đậu nành, đậu xanh, đậu phụng. Hello cả Xin lỗi con. nhà. Hôm nay rất là vắng, mình có thể chạy xe vô. Đây là khu đường Tăng Bạc Hổ nè, có quán bánh ướt lòng gà chan chan Đà Lạt rất là nổi tiếng, rất là đông khách nè. Mình đi uống sữa ở nhiều nơi thì mình thích quán sữa 38 kế bên bánh ướt lòng gà chan Đà Lạt nhất. Cái sữa đây là ngon nhất, ngoài sữa ra còn có bún bò, bún cá, cả bún riêu. Đây cả nhà uống sữa đi. Bên không biết, bên không biết này. Ta-da cả nhà ơi, ta-da bình sữa đâu. Suri ở khu ăn uống Đà Lạt, chú Tăng Bạc Hổ. Trước này có nhà bán sữa đậu nành hoa sữa rất là nổi tiếng. Chị bán cà phê này đẹp ghê, nó bây giờ này. Là chưa bán bánh tráng nướng mấy bạn rồi, là mấy bạn Suri đi kiếm mua bánh tráng nướng nhưng mà người ta mới dọn hàng chưa kịp nhóm bếp lên nướng. Suri sẽ đi về ở trong làm tiếp thôi. Dâm dâm dâm. Ủa ơi, đây là tiệm bánh sô cô la gì vậy? Vắng lắm. Rất là ít khách du lịch. Mình nhớ là ở trên đường này có mình lần rất là thích Đà Lạt vắng đi vẻ như vậy, gặp nguyên vì một ký con ức chó về Đà Lạt hồi nhỏ husky là to rất là đùng. vắng và rất là lạnh, buổi tối là có thể nói chuyện ra khói. Thế rồi nhưng mẹ mà ơi, cùng đá như vậy chục rồi. Năm nay rồi thì các bạn không biết ơi, cảm giác mình nói bị đá chuyện như vậy rồi. ra khói là gì hết, không có lạnh nữa. Tụi mình mỗi mặc đồ ngắn bình thường, dù là có sau cơn mưa nhưng mà không lạnh. Tiệm gì đây? Dịch con cái okay, con. Tiệm cà phê Hàn Quốc. Có rất nhiều khách sạn mọc lên nha. Đi. Vì mình đã bị đá vô giày cho nên phải đứng lại và rồi xét xét đôi giày. Bình thường làm gì có cửa mà chạy xe cho đây ngồi ăn uống. Không thể nào hết. Đông lắm. Thì mình đã có cơ hội rồi nè. Tụi mình đi mua các combo huyền thoại như là bánh tráng nướng nè, dâu lắc, bánh ống, bánh ướt lòng gà, có món ăn vặt. Xong rồi tụi mình sẽ ùa vô quán cà phê Xuân Thiên. Có cá coi mà cá con mê. Cái muốn nhiều đó trả luôn rồi. Ống là 8.000 một cái, sữa đậu nành 10.000 một ly, bánh ướt lòng gà 35.000, bánh tráng nướng chắc 20.000 quá. Con đường này là view xuống chợ nè, thôi mình ngán ở khu đông đúc. Thấy anh em đã tìm xong là phải rửa tay sát khuẩn. Xong con bé giao dâu cho ổng, ổng nói là em ơi tụi mình dịch phòng cách xíu đi. Anh đưa tay anh lấy một